tin gì chưa? Mavic Air 2S chính thức lộ diện thay thế Mavic Air 3. Sau một thời gian leak thông tin thì đêm qua DJI đã có một vài thông tin chính thức về con Flycam sắp ra mắt. Chắc là vào khoảng từ giữa đến cuối tháng 4 này thôi. Nhưng mà chắc chắn là anh em sẽ không có Air 3 đâu. Thay vào đó là một cái tên Mavic Air 2S. What? What the hell? Anh em gì? Theo lý thuyết của nhà táo thì dòng S luôn là một bản nâng cấp của dòng thường, nên là về ngoại hình chắc là khả năng chúng ta sẽ có một ngoại hình tương tự như dòng Mavic Air 2 này. Nói về điểm nâng cấp thì những hình ảnh mà chúng ta có được hiện tại đây, mình sẽ cho anh em xem nhé. Ở Mavic Air 2S sẽ có thêm hai cái cảm biến ở phía trước. Điều này thì sẽ giúp cho cái việc mà tránh được vật cản được cải thiện hơn. Thêm vào đó thì camera cũng được chú ý nâng cấp hơn, về độ phân giải lên đến 64 megapixel, và cảm biến IMX686. Về thời gian bay thì chiếc Mavic Air 2S này có thời gian on air lên đến khoảng từ 40, 50, thậm chí là 60 phút, trong khi chúng ta chỉ có khoảng từ 30 đến 35 phút ở trên chiếc Mavic Air 2 thôi. Với công nghệ OcuSync, nhưng công nghệ OcuSync 3.0 được đưa vào sẽ giúp giảm độ trễ truyền tải hình ảnh, và chúng ta sẽ có thể bay được khoảng xa hơn 10 km mà vẫn đảm bảo hình ảnh video được truyền tải tốt với chất lượng là Full HD ở 30 fps. Nếu thực sự như vậy thì quả thực là một nâng cấp rất là bá đạo, phải không em? Vừa có một hiệu năng tốt nằm trên một con máy không quá là to, kích thước thì rất là vừa phải, cầm ok, bay lên thì cũng không quá là vướng víu gì cả, đúng không nào? Anh em đoán thử xem chiếc Mavic Air này sẽ có giá bao nhiêu? Comment ở phía bên dưới để cùng bàn luận nhé. Và bên cạnh những nâng cấp này thì sẽ có một vài câu hỏi được đặt ra. Mavic Air 2S có nhiều công nghệ mới như thế thì nó có giống như một chiếc FPV drone không? Nó có thể tương thích được với kính goggle hay là motion controller không? Thì đầu tiên, FPV là gì? Anh em gamer thì thường hay gọi là góc nhìn người thứ nhất. Ở đây, nó có tác dụng là giúp cho người điều khiển có thể kiểm soát được drone thông qua những hình ảnh nó ghi lại. Nhưng mà nếu như vậy thôi ý, thì những hình ảnh truyền tới màn hình điện thoại hay là tablet cũng được gọi là FPV à? Thực tế thì khái niệm FPV ở drone được chấp nhận là chuẩn khi mà chúng ta đeo kính goggle và chỉ điều khiển chiếc drone thông qua những hình ảnh đó và bộ điều khiển thôi. Nó giống như là chúng ta đang nhìn và kiểm soát chiếc drone một cách trực tiếp, chứ không phải là qua màn hình điện thoại. Anh em sẽ bị phân tâm bởi những thứ bên ngoài hoặc là cảm giác là điện thoại của nó hơi bé ấy. Và thêm một điều nữa, đó là chiếc Mavic Air 2S sẽ không có khả năng nhào lộn như chiếc DJI FPV, mà nó chỉ có thể bay như phiên bản Air 2 thôi. Nên sẽ kết luận rằng Mavic Air 2S không phải là một con FPV. Còn về motion controller thì sao? Hiện tại thì chưa thể kết luận được nó có tương thích với controller hay không. Anh em cùng đợi câu trả lời từ DJI nhé. Cuối cùng thì mình cũng đặt ra một câu hỏi rằng, liệu trên cái chiếc Air 2S này, chức năng tracking có được nâng cấp hay không? Hiện tại thì ở trên chiếc Mavic Air 2, chức năng tracking vẫn còn đang hơi ngáo một tí, và nhiều khi nhân vật chạy qua vật cản nó sẽ bị mất tracking luôn. Vậy nên là mình muốn chức năng tracking này sẽ được nâng cấp một cách tối ưu nhất ở trên chiếc Air 2S. Anh em muốn phiên bản tới này sẽ có nâng cấp gì ở trên chiếc Air 2S? Cùng comment ở phía bên dưới nhé. Và nhớ để lại một like, một subscribe cho channel của Toko Camera để nhận được nhiều thông tin hữu ích. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Tokyo Camera.